Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 2 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025 họp triển khai nhiệm vụ, xem xét giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm. Phát triển một số giống cây trồng thảo dược theo chuỗi giá trị cho hiệu quả cao. Mưa lớn làm nhiều diện tích cây giống ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu bị ngập úng gây thiệt hại lớn cho nông dân. Các địa phương trên địa bàn huyện Ân Thi tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025 họp triển khai nhiệm vụ xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban sở ngành của tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe góp ý vào dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó, các đại biểu tập trung xem xét, góp ý vào việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng 6 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sạch, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ, các dự án cụm công nghiệp tại huyện Kim Động và Ân Thi. 6 dự án này nằm trên địa bàn các huyện Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu tổ giúp việc ban chỉ đạo trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo. Trong đó, cần xác định rõ nhiệm vụ, chức năng cụ thể của từng thành viên và các ban ngành, đoàn thể. Trên cơ sở lấy ý kiến của từng thành viên, tổ giúp việc khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của ban chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất, làm sao không chỉ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 6 dự án là các khu và cụm công nghiệp trọng điểm của tỉnh, mà còn các dự án lớn của Hưng Yên liên quan đến đầu tư công trung hạn. Nếu thấy vướng mắc ở khâu nào, cần khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan và nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục và giải phóng mặt bằng. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh để tập trung tháo gỡ. Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc triển khai giải phóng mặt bằng cho từng dự án, từ đó tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong việc triển khai các dự án trên địa bàn. Việc triển khai rất là quyết liệt, đồng bộ, đồng thời, nhất là trong giải phóng mặt bằng, để tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý lan tỏa trên toàn tỉnh. Đấy, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho các dự án vì cái sự phát triển kinh tế xã hội chung của cả tỉnh, làm nhanh, làm khẩn trương, làm đồng bộ, nhất là trong cái bối cảnh về giá bất động sản như thế này, để làm sao đấy người dân đã có thiện chí rồi thì người ta sẽ bắt tay cùng với nhà đầu tư, cùng với các cấp chính quyền để triển khai ngay, nhất là trong cái việc mà thu hồi đất và giao đất cho nhà đầu tư ở đây. Người dân tạo ra một cái sự đồng thuận lan tỏa, không có cơ hội so sánh dự án nọ, dự án kia. Đấy. Rồi những cái nhóm người đi trước và nhóm người đi sau. Và cái đó thì mới là cái để tạo ra một cái kỷ cương trật tự trong việc triển khai các dự án và bảo đảm sự công bằng bình đẳng giữa các cái người có đất bị thu hồi. Chứ còn nếu mà chúng ta kéo dài cái thời gian thu hồi đất vì một số những cái lợi ích của các nhóm nhỏ đấy, của người có đất bị thu hồi thì chính cái đó là chúng ta tạo ra một tiền lệ rất xấu. Và chính cái đấy nó tạo ra sự không công bằng giữa những cái người có đất bị thu hồi. Cái người chấp hành tốt thì không được hưởng cái gì cả. Mà những người chống đối chủ trương thì lại được hưởng. Cái đấy không được, nhất định là không được. Đã làm đồng loạt, làm đồng bộ và đúng pháp luật. Về tiến độ của từng dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sạch
phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, phấn đấu hoàn thành công tác đền bù, lập phương án đền bù trong tháng 6, hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12 năm 2022. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ, hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6 năm 2022. Đối với 3 cụm công nghiệp trên địa bàn 2 huyện Kim Động và Ân Thi, khẩn trương triển khai các bước trình Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha, phấn đấu đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Căn cứ kế hoạch đề ra, các thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai các bước tới các ngành địa phương và nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng các dự án. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh giai đoạn 2021-2025 sẽ liên tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án này. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội dành cả buổi sáng để tiếp tục thảo luận hội trường về kết quả phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã đóng góp ý kiến tham luận tại hội trường. Thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu cho rằng trong thời gian qua Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế xã hội linh hoạt, phù hợp, nền kinh tế tiếp tục mở cửa trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, giá xăng dầu chưa có xu hướng ổn định và giảm, đại biểu nhấn mạnh nguy cơ về lạm phát có thể tăng cao. Đây là các yếu tố tác động tiêu cực đến phục hồi tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quá trình sản xuất tiêu thụ nông sản. Đặc biệt việc này ảnh hưởng trực tiếp lớn đến đời sống của nhân dân, của công nhân lao động, người nghèo, người có thu nhập thấp. Từ chuyển đổi phương thức sản xuất, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương quản lý điều hành theo dõi chặt chẽ diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng thiết yếu để có biện pháp bình ổn giá phù hợp, dự báo các mặt hàng nguyên liệu có khả năng thiếu hụt tạm thời và trong dài hạn để có chính sách ứng phó phù hợp. Riêng về mặt hàng xăng dầu, cần bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức phù hợp để điều hành giá xăng dầu trong nước linh hoạt, góp phần ổn định thị trường, đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu trong nước. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị Chính phủ điều chỉnh linh hoạt, kết hợp hài hòa chính sách tài khóa, tiền tệ để điều hành cung tiền, lãi suất, điều tiết giá cả, tập trung triển khai có hiệu quả kịp thời nghị quyết số 43 của Quốc hội. Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục có giải pháp để triển khai quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án công trình trọng điểm quan trọng quốc gia, tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước, tăng cường biện pháp kiểm tra giám sát, điều hành nguồn cung chuỗi cung ứng vật tư đầu vào, kể cả hàng hóa tiêu dùng, giữa các vùng miền, giữa các địa phương với nhau, không để bị đứt gãy chuỗi cung ứng, tránh trường hợp đầu cơ găm hàng, tích trữ. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định số 1119 về việc thành lập Cụm Công nghiệp Làng nghề Thụy Lân, huyện Yên Mỹ. Cụm Công nghiệp Làng nghề Thụy Lân, huyện Yên Mỹ, thuộc địa phận xã Thanh Long, sẽ được xây dựng có diện tích khoảng 9,89 ha với tổng mức đầu tư là 99 tỷ đồng, nhằm thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành nghề sản xuất, chế biến những sản phẩm từ gỗ, mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, các ngành phục vụ sản xuất đồ mộc. Mục tiêu thành lập cụm công nghiệp là nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định, phục vụ di rời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Nhằm nghiên cứu, tuyển chọn và phát triển một số giống cây trồng thảo dược theo chuỗi giá trị có hiệu quả cao tại tỉnh Hưng Yên, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng các mô hình trình diễn lúa thảo dược giống lạc đen, đậu tương đen tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, mô hình trình diễn 5 giống lúa thảo dược thực hiện tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi,
và 8 giống lạc đen đầu tương đen tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu và xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Ở thời điểm hiện tại, các giống lúa ở giai đoạn chín sữa, các giống trong bộ giống đều sinh trưởng phát triển tốt, không xuất hiện sâu bệnh hại. Tiềm năng năng suất của các giống thảo dược tham gia thí nghiệm dự kiến đạt từ 55 đến 60 tạ một hecta. Hiệu quả kinh tế dự kiến cao hơn so với giống đối chứng 30 đến 40%. Hiện các giống lạc trong thí nghiệm đang ở giai đoạn củ chắc, có hàm lượng khoáng chất và các axit béo không bão hòa cao. Thời điểm này, các giống đã chín và đang thu hoạch. Qua hai vụ khảo nghiệm, tiềm năng năng suất của các giống đậu tương tham gia thí nghiệm dự kiến đạt từ 1,7 đến 1,9 tấn một hecta trong vụ xuân. Hiệu quả kinh tế dự kiến cao hơn so với giống đối chứng 25 đến 35%. Các giống thảo dược có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vi chất, vi lượng, chất béo thực vật và các vitamin có tác dụng bổ máu, phòng chống ung thư, chống loãng xương. Nhận thấy nhãn chín sớm luôn cho hiệu quả kinh tế nên năm nào, gia đình ông Đặng Văn Xây thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên cũng điều khiển một phần diện tích cho ra hoa đậu quả và thu hoạch sớm hơn nhãn chính vụ từ 1 đến 2 tháng. Trong khi trà nhãn chính vụ quả mới bắt đầu vào cùi, thì từ tháng 4 đến nay, gia đình ông Xây thu hoạch được trên 3 tạ nhãn chín sớm. Do chất lượng nhãn ngon, mẫu mã nhãn đẹp, cùi giòn, ngọt, thị trường lại khan hiếm, nên nhãn nhà ông bán được giá từ 50 đến 70.000 đồng 1 kg, cao gấp 2 lần thời điểm chính vụ. Song song với việc thu hoạch nhãn trà sớm, gia đình ông Xây cũng đang tập trung chăm sóc trên một mẫu nhãn chính vụ. Nhãn trà muộn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tuân thủ nghiêm quy trình chăm sóc phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp để việc tiêu thụ sau này được thuận lợi. Những ngày qua do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều diện tích cây giống ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu bị ngập úng, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Cảnh ngập úng kéo dài bao phủ cả trăm mẫu cây giống trong nhiều ngày qua đã khiến hàng trăm hộ dân thôn Hồng Châu, xã Tân Châu bị thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà vườn bị ngập sâu 50 cm, ngập úng kéo dài nên đã khiến nhiều loại cây giống bị thối rễ và chết. Năm nào cũng ngập úng do cái mương máng thoát nước ở cái khu vực xã Tân Châu này là gần như không hoạt động. Không những riêng nhà tôi mà trong cái khu vực xã Tân Châu này có khoảng độ hàng vài trăm hộ làm cây giống là thiệt hại rất nhiều. Nhà tôi là khoảng độ mẫu cây ăn quả thiệt hại khoảng độ từ 2 đến 300 triệu đồng. Người dân xã Tân Châu điêu đứng vì đang có tới trên 160 mẫu cây giống cây ăn quả bị ngập úng, chiếm 80% tổng diện tích, ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Trong đó, nhiều hộ thiệt hại từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng như gia đình bà Lê Thị Gái, bà Lữa, anh Hoàng Văn Tỉnh. Nguyên nhân của việc ngập úng kéo dài là do hệ thống kênh mương thoát nước nội đồng bị lấn chiếm, không khơi thông trong nhiều năm qua nên cứ mưa là ngập. Diện tích của tôi mão mốt, mão hè hiện nay bây giờ là ngập trắng. Đỗ được thu rồi nhưng đến giờ mất trắng không được gì. Bưởi mất, na mất, không còn cái gì cả. Từ trước nay dân chúng tôi làm là không có cái lò gạch này thì nước thông thoát xuống rãnh lớn. Nhưng từ khi có lò gạch này đều vì ách tắc không thông thoát được ra. Nên bây giờ chúng tôi là người dân chỉ trông mong vào ruộng. Thế mà năm nào cũng ngập như thế này chúng tôi không kêu e được cả. Mọi năm chúng tôi là nẹo viết kênh mương, tiền nong chúng tôi là bè con chúng tôi là e cũng phải nộp đầy đủ chứ không để thiếu. Tại sao chúng tôi nộp tiền để nẹo viết kênh mương mà mẹ không nẹo viết kênh mương mà để bè con phải chịu cái ảnh hưởng này. Xã Tân Châu có trên 200 mẫu trồng các loại cây giống, cung cấp đi các tỉnh trong cả nước và cũng là nguồn thu nhập chính của bà con nông dân. Tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn xã đã tồn tại trong nhiều năm nhưng không được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm và có biện pháp khắc phục nên các diện tích cây trồng thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn. Nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, linh hoạt phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tại tỉnh, ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi, tuyên truyền quán triệt đầy đủ quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến cán bộ, giáo viên và thí sinh dự thi, giải đáp đầy đủ những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân. Đồng thời tổ chức đăng ký dự thi, in sau đề thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả, phúc khảo và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, minh bạch, đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất,
trang thiết bị, xây dựng phương án tổ chức kỳ thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bố trí điểm thi tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, các điểm thi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp cần thiết. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, khám chữa bệnh cho thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ, duy trì an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để thí sinh nào bỏ thi do khó khăn về kinh tế hoặc đi lại. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Tuần sau, các thí sinh sẽ bắt đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập. Công tác ôn tập chuẩn bị kiến thức tại các trường trung học cơ sở cơ bản hoàn thiện. Một tuần trước khi bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thay vì tự ôn tập tại nhà như mọi năm, học sinh khối 9 trường trung học cơ sở Lương Tài vẫn đến trường học tập. Nguyên nhân là bởi phần lớn năm học lớp 9, các em phải học online. Kéo dài thời gian ôn tập giúp giáo viên và học sinh có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng làm bài thi, khắc phục những hạn chế của bản thân. Tổ chức học tập sát kỳ thi nên ngoài việc đảm bảo kiến thức, điều quan trọng nhất là duy trì không khí học tập vui vẻ, thoải mái, không tạo áp lực cho học trò. Trong tuần này thì việc ôn thi của con thì các thầy cô cũng chỉ củng cố lại cái kiến thức cơ bản này. Rồi có thể thông qua các bài kiểm tra của con trong bài khảo sát thì các thầy cô có thể tìm ra những cái lỗi của các con và để giúp các con khắc phục những cái lỗi đó trong cái kỳ thi tới. Còn cái việc ôn tập trong những ngày này thì gần như các thầy cô cũng tạo tâm thế cho con rất là thoải mái. Từ đầu tháng 5, trường Trung học cơ sở Đại Đồng đã hoàn thành chương trình năm học, bắt đầu giai đoạn ôn tập nước rút cho học sinh khối 9. Ngoài việc bố trí xen kẽ các môn học, tránh tình trạng học một môn quá lâu gây nhàm chán, căng thẳng, trường cử 2 giáo viên dạy một môn tạo thuận lợi trong việc trao đổi chuyên môn, hướng dẫn học sinh phương pháp ôn tập theo đặc trưng từng bộ môn, phân loại học sinh khi giảng dạy, tránh tâm lý căng thẳng, tạo tâm thế cho học sinh học tập, ôn tập thoải mái. Đến nay cả thầy và trò đều tự tin về kiến thức, sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Trong suốt quá trình học vừa qua, em đã nỗ lực và là hoàn thiện các bài tập cũng như học thuộc hết các kiến thức căn bản. Bây giờ chỉ cần nắm chắc thêm những kiến thức sâu, trọng tâm và nâng cao hơn nữa để đạt điểm số cao hơn ạ. Phụ huynh cùng thầy cô cũng tạo cho chúng em động lực để chúng em có một tâm thế sẵn sàng, không phải suy nghĩ nhiều và lo lắng khi ở trong phòng thi ạ. Việc ôn tập của các con sẽ diễn ra hết tuần này. Ban giám hiệu nhà trường chúng tôi thường xuyên động viên giáo viên và học sinh làm tốt nhiệm vụ ôn tập các cái kiến thức cơ bản, rồi kiến các cái kỹ năng làm bài thi. Chúng tôi tự tin rằng các con đã có đủ kiến thức, đủ kỹ năng để chuẩn bị bước vào một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 6. Toàn tỉnh có trên 17.000 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập được giao 10.500 học sinh. Với mục đích tạo sân chơi an toàn, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, phòng tránh tai nạn thương tích trong dịp hè cho trẻ em, hiện nay các địa phương tại huyện Ân Thi đang triển khai tích cực các hoạt động nhằm thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Sau một năm học, đây là khoảng thời gian em Khang ở thôn Ân Thi 2 xã Hồng Quang thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi cùng các bạn. Do chưa biết bơi nên Khang hào hứng tham gia các buổi dạy bơi do các anh chị đoàn thanh niên trong xã tổ chức. Được biết trung bình vào các buổi chiều từ 3 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút, có từ 50 đến 60 thanh thiếu nhi trong xã cùng tham gia. Con đến đây bơi để con phòng tránh bị đuối nước. Đến đây con được giao lưu với các bạn nữa, con cảm thấy rất là vui ạ. Chúng tôi tổ chức dạy bơi miễn phí cho các cháu, dạy võ thuật cổ truyền, nâng cao cái thể chất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tới đây triển khai các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Xã Văn Nhuệ đang có hơn 600 em từ 6 đến 16 tuổi tham gia sinh hoạt hè tại các địa phương. Trong các thôn đều có điểm vui chơi cho trẻ. Các em được tham gia các trò chơi như xích đu, cầu trượt và bênh. Ngoài ra có các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Chúng tôi làm những khu vui chơi, chẳng hạn như là cái hành trình lốp xe, tuyên truyền cho các em hiểu về công tác bảo vệ môi trường. Đến nay 21 trên 21 xã thị trấn tại huyện Ân Thi cơ bản đều có điểm vui chơi giải trí. Các thôn khu phố đã quy hoạch khu thể thao, toàn huyện có 12 điểm tổ chức dạy bơi, trên 100 nhà tập luyện và sân chơi cầu lông, bóng bàn, trên 100 sân bóng chuyền các loại. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực đầu tư,
song với lực lượng đồng cốt là đoàn thanh niên các địa phương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích để giúp các em phát triển thể chất, năng khiếu trong dịp nghỉ hè.